Chào mọi người nha, em có một con hu hu 40 nha mọi người. Con hu 40 40cc. Này còn cái bao lam Huana chin luôn. Nói chung thì ngoại hình nó còn khá là đẹp nha. Tem 40cc nặng 4,9 kg nè. Huana 40. Quyết định. Ui, ớt còn đẹp. Này bao nong nha mọi người. Hơi rất là nhanh. Này bao nong máy có lửa nha. Máy bao nong máy thì có lửa nha mọi người. Này 40cc cắt gia đình là khá là ngon. Cái lam là lam hu zin của nó luôn. Làm nó làm nhông làm hu nha, nó chạy xích lửa. Ui, cái cọng xích này như mới luôn mọi người. Cọng xích này khỏi cần giũa luôn. Mà xích nó như mới luôn ha. Xích Huana luôn nha mọi người. Xích khác Huana luôn. Nghĩa là nó nghiêng bộ á, đi theo máy á. Cọng xích này mua cao tiền lắm nha. Một cọng xích này làm squidding luôn. Máy đủ đồ rồi, mọi người ha. Này về dọn khá là dễ. Có nhiều con về mọi người đổ xăng vô nó nổ rồi. Nó nổ luôn khỏi công dọn. Thì em cũng nói luôn có trường hợp thế này. Thì em trong cái tiêu đề nào á, em cũng để cái số điện thoại cuối cùng á. Thì nếu mà mình cảm thấy mà mình không gọi được á thì mình cứ để lại số điện thoại ở phần bình luận. Và muốn mua ấy, thì nói một tiếng. Chứ Zalo thì em sẽ mở tin nhắn, gọi cho em trên Zalo cũng được, người lạ gọi vẫn được, em vẫn mở. Nhưng phải gọi. Chứ gọi Zalo nó tốn tiền mạng chứ nó đâu có tốn tiền gì đâu mà cũng sợ, tốn tiền wifi mà cũng sợ. Thì gọi mạng miễn phí mà. Thì cứ gọi đi. Em lúc nào cũng chạy mở mạng 24 chứ 24. Thì gọi cho em bắt máy thôi. Chứ đừng mình bình luận mà mình chốt mình mua hàng mà mình bình luận ở trên cái kênh này là ghi là chốt này kia ấy, thì em khi mà em đọc được cái bình luận đó thì chắc máy đã bán từ lâu rồi. Tại vì nhiều việc với lại là đa số là mọi người sẽ gọi cho em này. Hoặc là gọi trên Zalo cho em này, tại vì danh sách bạn bè của em đã đầy nha mọi người, nên là em không có kết bạn thêm được, nên là mọi người cứ kết bạn đi, còn những người nào mà người ta khi nào nó mở ra thêm ấy, thì em sẽ kết bạn vô, thì cứ kết bạn và nhắn tin trên đó, em mở tin nhắn cho người lạ rồi cho người lạ gọi điện luôn nha, gọi điện vào Zalo luôn. Con này là 2,2 triệu nha mọi người. Máy bao nòng nha, máy có lửa, em bao nòng. Này 2,2 triệu nha. Ai mua thì cứ việc chuyển khoản vào số tài khoản bên dưới phần mô tả giúp em. Đọc phần mô tả nó có số tài khoản địa chỉ rõ ràng nha. Và hiện tại thì em sẽ hiện tại thì không có ship xe được đâu, không có xe nào chạy đâu mọi người. Nên là chỉ có ship Viettel nên là phải chuyển khoản hết tiền hàng giúp em ha. Rồi chào mọi người nhé.